Chào anh em nhé. Nay là ngày 29 tháng, à đâu nay tháng 7 mất rồi. Mùng 2 tháng 7 mình có đóng măng gửi cho một người anh. Măng cái loại măng xé này cực kỳ đẹp này mọi người này. Đấy. Hơi khô xé nhé các bạn nhé. Đảm bảo tươi ngon đến giọt, đến sợi cuối cùng luôn. Đóng đi xa này. Là mình đóng ni lông như này này. Bên ngoài thùng xốp các bạn nhé. Mọi người cứ ủng hộ mình. Măng khô như này được rất là nhiều luôn. Đây là 1 cân này. Đấy. 1 cân có giá là 230.000 một kg nhé. Các bạn đừng so sánh với những cái loại măng 100-200.000. Loại này là loại nõn non mình lấy. Các bạn mang về không phải vứt đi tí nào luôn. Có thể hầm với xương lợn hoặc là măng nấu sườn vân vân. Chào mọi người nhé. Ai có nhu cầu thì cứ gọi điện thoại đến số mà mình mô tả dưới video. Chào tất cả anh em.